Có vẻ như bạn chưa tự tin lắm với câu trả lời của mình đúng không ạ? Thực sự thì cái độ liều lĩnh của em trong trận này nó có thể nói là 100% rồi ạ. Bây giờ là phần thi vượt chướng ngại vật. Thử thách của các bạn thí sinh trong phần thi vượt chướng ngại vật ngày hôm nay đó chính là một từ khóa gồm có 4 chữ cái. Và người đầu tiên lựa chọn một từ hàng ngang, xin mời Nguyên Sơn. Em xin chọn từ hàng ngang số 3. Hàng ngang số 3 gồm có 8 chữ cái. Câu hỏi như sau: tranh thủy mặc truyền thống chỉ có hai màu sắc gì là chủ yếu? Mặc truyền thống chỉ có hai màu đen trắng. Xin chúc mừng Nguyên Sơn, Phương Nghi và Quốc Khánh, mỗi bạn có thêm một điểm 10. Người tiếp theo lựa chọn một từ hàng ngang là Phương Nghi. Em xin chọn hàng ngang số 1. Hàng ngang số 1 gồm có 9 chữ cái. Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là dấu hiệu nhận biết hình gì? Nhanh chóng các bạn đưa ra câu trả lời là hình vuông và đó cũng là đáp án chính xác. Xin chúc mừng các bạn. Cuối cùng chúng tôi cũng đã được lắng nghe tiếng chuông rồi. Xin mời Nguyên Sơn. Em nghĩ chướng ngại vật cho trận quý ngày hôm nay đó là bảng ạ. Trước khi đưa ra câu trả lời chính thức của mình, Nguyên Sơn đã quay lại về phía trong. Có vẻ như bạn chưa tự tin lắm với câu trả lời của mình đúng không ạ? Thực sự thì cái độ liều lĩnh của em trong trận này nó có thể nói là 100% rồi ạ. Bạn đã suy nghĩ kỹ chưa? Đã có một số luồng suy nghĩ chạy qua đầu em ạ. Chúng ta có thể nhìn thấy là số điểm các bạn đang sở hữu là 3 số điểm 40 và một số điểm nhỉnh hơn một chút, 45 mà thôi. Nếu như Nguyên Sơn trả lời đúng ở phần thi vượt chướng ngại vật này thì bạn sẽ bứt lên tách top, tạm thời dẫn đầu. Em đang hy vọng là em sẽ được nghe lời công bố đó đến từ anh chị ạ. Còn bây giờ là lời công bố chính thức của tôi. Lần này thì may mắn chưa mỉm cười với Sơn rồi Sơn ạ. Rất tiếc bảng chưa phải là đáp án chính xác. Nhưng dù sao đây cũng là một tràng vỗ tay thật lớn cho sự dũng cảm và bản lĩnh của Nguyên Sơn, và lời chúc cho Nguyên Sơn cũng như các bạn thí sinh khác sẽ quay trở lại mạnh mẽ hơn nữa. Và với vượt chướng ngại vật này thì ba bạn thí sinh còn lại sẽ giúp Nguyên Sơn và cả đoàn leo núi chúng ta vượt qua để tìm ra từ khóa. Bây giờ thì lượt lựa chọn một từ hàng ngang thuộc về Quốc Khánh. Em xin chọn hàng ngang số 2. Hàng ngang số 2 gồm có 7 chữ cái. Tại lượt cuối vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022, khu vực châu Á, tối 29 tháng 3 năm 2022, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã hòa đội tuyển nào với tỷ số 1-1? Đáp án được đưa ra, Nhật Bản là lựa chọn của Phương Nghi và Quốc Khánh, Gia Kiệt lựa chọn Thái Lan. Lần này thì chúng tôi xin chúc mừng Phương Nghi và Quốc Khánh. Còn bây giờ sẽ là hàng ngang số 4 với 4 chữ cái. Các bạn hãy cho biết từ nào còn thiếu trong đoạn thơ sau: những đêm đông khi cơn giông vừa tắt, tôi đứng trông trên đường lặng ngắt, chị lao công như sắt như đồng. Và chúng tôi đã được lắng nghe tiếng chuông của Phương Nghi. Mời Nghi. Em xin trả lời chướng ngại vật là chữ R. Nghi có một nụ cười rất tươi trước khi trả lời. Tại sao ạ? Vì em không chắc ạ. Và
và mình chỉ ấn chuông bởi vì mình cảm giác là mình nên làm thế thôi. Dạ. Em biết là nó hơi hoặc không nó quá kiểu liều lĩnh nhưng mà lỡ rồi ạ. Nhưng mà trên hình ảnh vượt chướng ngại vật thì có rất nhiều chữ cái mà Nghi. Dạ thì xác suất thì nó vẫn lớn hơn không. Và lần này xin thông báo hai bạn thí sinh còn lại sẽ tiếp tục phần thi Gia Kiệt và Quốc Khánh. Vâng, tiếng chuông từ Quốc Khánh. Câu trả lời của em là mã QR. Tại sao lại là mã QR? Em kết hợp các dữ kiện lại là hình vuông, đen trắng, quét thì em ra là QR. Còn Nhật Bản thì em nghĩ là hoặc là nguồn gốc hoặc là một nơi nổi tiếng rồi đó. Thoải mái thôi đúng không? Vâng, thoải mái. Đến thời điểm này rồi thì hãy cứ thoải mái đưa ra những câu trả lời của mình và chúng ta sẽ không bao giờ hối hận với những quyết định mình đã đưa ra. Đúng, em không hối hận. Và Quốc Khánh sẽ không phải hối hận đâu. Và chúc mừng Quốc Khánh. Rất xuất sắc. Đây là câu trả lời mà chúng tôi đã mong muốn được lắng nghe từ rất lâu rồi. Phải gọi Quốc Khánh là chiến thần của vượt chướng ngại vật. Vâng, ở phần thi này ngày hôm nay thì các bạn lẽ ra nên mở ô số 4 trước thì có lẽ sẽ nhiều dữ kiện và có thể nhiều liên tưởng hơn khi đến với mã QR đúng không? Vâng, và... vâng ạ, đây là một cuộc thi quý để tìm ra nhân vật xuất sắc nhất. Chắc chắn chúng tôi sẽ có một chút thách thức đối với các bạn thí sinh rồi ạ. Chúng tôi xin được bình chọn luôn cái hình ảnh chướng ngại vật này là hình ảnh chướng ngại vật ấn tượng nhất năm 22 luôn ạ. Ngày hôm nay chúng ta nhắc đến mã QR và mã QR giúp cho việc nhập dữ liệu vào điện thoại được nhẹ nhàng hơn và vì thế chúng ta có thể nhanh chóng tra cứu thông tin, tiết kiệm thời gian và thao tác. Và trong đại dịch Covid-19 vừa rồi, mã QR cũng đã phát huy những tác dụng của mình trong các công tác phòng chống dịch. Mã QR thì được tạo ra vào năm 1994 bởi một công ty Nhật Bản với những chấm đen và ô vuông trên một hình ô vuông mẫu nền trắng. Và Quốc Khánh đã có những suy luận và lập luận rất chính xác và điều đó đã giúp bạn tạm vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi ngày hôm nay.